Mới đây, một cô nàng đã tự share mẫu truyện lột xác của phiên bản thân mình trên mạng xã hội. Câu chuyện đã trở thành động lực cho rất nhiều người trẻ để vượt qua chính mình, kiên trì biến hóa phiên bản thân để triển khai ước mơ. Để theo đuổi nghề, nữ chính trong mẫu truyện đã nỗ lực biến hóa ngoại hình mà trước hết đó là sự thừa cân. Được biết, cô nàng đó là bạn Đặng Trần Ngọc, sinh vào năm 1997 và hiện đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Trần Ngọc tâm sự cô đã bước đầu tham gia dẫn những chương trình ở nhà thiếu nhi và trường học từ khi mới 8 tuổi. Thời điểm ấy, cô chưa từng nghe thấy bất kể một lời thở than nào về ngoại hình của mình, nên cô trọn vẹn tập trung vào việc trau dồi năng lực dẫn thế nào cho thật lưu loát, hấp dẫn. Hình ảnh trước lúc giảm cân của Ngọc. Đến năm 19 tuổi, Ngọc bước đầu phân biệt có những lời đánh giá không hay về ngoại hình có phần mũm mĩm của mình. Đỉnh điểm là năm 2 đại học, Ngọc tham gia thường xuyên cuộc thi của sinh viên và câu lạc bộ về nghề dẫn nhưng đều bị phủ nhận vì lý do chưa đạt tiêu chuẩn ngoại hình. Cô nàng đã nhận được rất nhiều lời góp ý thẳng thừng, em quá mập để triển khai, thừa cân như vậy làm sao đứng trên sân khấu, chất giọng với khả năng đâu riêng gì tất cả, hiện thời mọi người cần nét đẹp hơn. Liên tiếp bị phủ nhận vì ngoại hình khiến cho Ngọc phân biệt đã tới lúc mình rất cần được biến hóa phiên bản thân. Lúc đó, dù mình nỗ lực mấy trong phong cách dẫn hay kiến thức, thì đều là con số không hết. Mình thấy vô cùng tự ti, tổn thương. Mình cũng khóc rất nhiều lung lung và từng có ý định bỏ nghề, gật đầu đồng ý một cuộc sống thường ngày bình thường. Nếu chỉ vì ngoại hình thừa cân mà để người khác đánh giá thấp phiên bản thân và chà đạp lên ước mơ, thì đó mới là thất bại lớn nhất. Và mình đưa ra quyết định biến hóa để triển khai ước mơ và minh chứng một điều, ngoại hình hay bất kể thứ gì cũng vậy, chỉ cần phải có quyết tâm đều rất có thể biến hóa. Ngọc Sare. Sau khi giảm cân, rất nhiều thời cơ trong nghề đã đi đến với cô bạn. Đầu năm 2018, cô nàng bước đầu lên kế hoạch giảm cân đầy khó khăn của mình, Ngọc cho biết, ngày nào mình cũng chạy bộ từ 5 giờ 8 giờ sáng, 3 bữa mình chỉ ăn rau luộc và khoai lang. Nhiều lúc đau chân, mệt rã rời, thèm ăn, mình vừa tập thể dục vừa khóc. Nhưng càng như vậy, mình càng quyết không bỏ cuộc. Kết quả, từ một cô nàng nặng 62 cân với chiều cao 1m4, dáng Ngọc đã giảm còn 53 cân với một thân hình có số đo 3 dòng lý tưởng, 87-65-94. Sau khi giảm cân, thời cơ trong quá trình dẫn chương trình đến nhiều hơn thế nữa với cô. Hiện giờ cô bạn đã sở hữu thân hình mà nhiều nữ giới mơ ước. Đặc biệt, cô nàng còn tự tin tham gia cuộc thi Hoa Khôi sinh viên thành phố Hồ Chí Minh, duyên dáng Tết sinh viên và may mắn lọt vào top 10. Ngọc cảm thấy cuộc sống thường ngày đã biến hóa theo hướng tích cực rất nhiều sau thời điểm cô nàng chăm chút hơn về ngoại hình. Mình đã tự tin theo đuổi quá trình và cả mẫu ảnh mà không xảy ra phán xét ngoại hình nữa. Mình không dám nhận rằng mình xinh đẹp hay gì hết, chỉ tự hào cảm thấy sự biến hóa từ chính phiên bản thân, không những ngoại hình mà còn là rèn luyện sự quyết tâm, khả năng chịu đựng. Ngọc vẫn muốn gửi lời nhắn đến chúng ta trẻ, ngoại hình là điều rất có thể nâng cấp được, miễn là phiên bản thân họ có quyết tâm mãnh liệt. Hình ảnh của Ngọc trong cuộc thi Hoa Khôi sinh viên.